những người mà đi xem Quân hát thì cả cũng đều biết cái tính cách của mình nó như vậy rồi. Thì Quân hay hỏi mọi người là mọi người đi coi Quân hát thì hôm nay đi với người yêu hả, hay là có người yêu chưa, hay là hôm nay có thất tình không. Tại vì những cái bài hát của Quân nó đôi khi nó có những cái câu hỏi rất là bất ngờ, ví dụ có những cái bài như là có người yêu chưa thì mọi người dưới đồng loạt kêu chưa, thì nó thành một tình huống vui rồi. Đó là em với em như là... này là em cũng điểm luôn, em phải lùi bước về sau đúng anh là đến với nhau này sao anh à. Anh yêu. Nếu như mà nữ chính không tìm được người đàn ông phù hợp thì hôm nay biết có sẵn sàng giăng cánh tay ra không? mình đây là một bán phù hợp mặc nhiên mình lại à, vậy là con tâm tiêu nữ chính rồi. Thì cứ không ở nhà là ai cũng phải yêu luôn. Anh thả tính như mà cũng dính là anh ấy thì là tay chân linh hoạt mà bùm mép cũng linh hoạt. Sao em biết? Em nhìn thấy anh ở nhiều nơi là em biết rồi. Nhiều nơi? Chương trình. Nhiều chương trình em đoán ra rồi. Muốn xin được chào tất cả các khán giả của Nghĩa Là Anh Mùa Năm. Hello. Em biết thì mới đây là anh có collab với chị Văn Mai Hương, thì có cái kỷ niệm nào vui trong cái màn collab không ạ? Một màn collab mà hát nhiều nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam ạ. Dạ. Tức là Quân được Văn Mai Hương mời collab rất là tha thiết, cảm thấy rất là yêu thương. Nói chung là Quân nhận lời collab, Quân có trường hợp với bạn mình nhớ tới mình vui quá, xong rồi cho mình hát hai câu ạ. Xong rồi cho mình hát hai câu ạ. Tức là lúc mà Quân hát xong thì mọi người ở trong rạp ú ớ là ủa gì hết rồi đó hả? Kiểu vậy đó là collab dữ chưa? Xong rồi, đây là Quân thấy thật ra là cũng vui, tại vì là Quân sẽ có cơ hội để mà cover nguyên bài mà không cần phải xin phép. Dạ. Nhưng mà em cũng biết một bí mật là nghe nói là cát xê cho hai câu hát đó là 2 tỷ, thì có thật vậy không ạ? À? Quân có bớt cho Văn Mai Hương 200 triệu làm 1.8 tỷ. Dạ, chính xác là 1.8 tỷ. Mọi người chưa mua được cái nhà, nhưng mà được mấy nữa là hôm nay Quân ngồi với lại chị Phạm Bình Anh, thì vừa rồi Quân có phát hành một cái live session với Phạm Bình Anh 3 bài, thì có bài cũng 2 tỷ luôn ạ. Dạ, hôm nay mình cũng lần nên ra bài mới làm gì mình collab thôi, đủ tiền mua nhà rồi, mọi người thấy không? Tôi rất là thông minh. Dạ thì sẵn dịp nói về việc collab với chị Phạm Bình Anh, thì cơ duyên nào dẫn đến cái màn collab đó? Chị Phạm Anh cũng rất là quý Quân và cũng hay đề xuất những cái chương trình ở khắp nơi là hát chung song ca với Quân. Thì trong một lần hai chị em bàn bài hát chung cho một show nhạc, thì mới quyết định là hay là em hát bài của chị hát bài của em, mình đổi với nhau, thì nó xuất hiện một cái bản mashup hai bài hit của Quân là Chắc Yêu và của chị Phạm Anh là bài Đổi Vào Mắt. Cho nên là Quân mới rủ chị hay là mình thu âm bài này luôn, tại cũng khá là hợp với nhau. Sau đấy thì chị Phạm Anh bảo Quân là chị cũng phát hành 2 bài mới, nên là thôi mình làm một cái live session 3 bài luôn. Đấy, thì 3 bài thì mình lấy tiền nó đỡ ngượng hơn mọi người. 2 câu mình lấy 2 tỷ nó thật ra hơi thất đức, nhưng mà thôi, mưu sinh mà, kiểu phải chịu. Còn nghe một chuyện nữa là có lẽ không được hát nhiều hơn, tại vì chị Văn Mai Hương hết tiền. Hết chứ, thì em nghĩ đi, MV bây giờ sương sương trên thị trường âm nhạc Việt Nam, giờ làm một cái MV thì ít thì cũng 500 triệu, nhiều thì cũng 1 tỷ, em hiểu không? Vì mà MV chưa làm thì mất 2 tỷ cho 2 câu hát rồi. Biết là Mai Hương cũng không phải là nghèo khổ gì nhá mọi người, thì mình cũng phải thông cảm cho bạn mình chứ. Đó, Quân lấy 2 tỷ là cũng rẻ đó, chứ Ready nghe bảo lấy 4 tỷ sao? Vì sao mà mình lại hát cái bài hát của chị Phạm Quỳnh Anh đó, mình hát về người yêu cũ? Thì có cái cảm xúc nào khi hát cái bài đó không ta? Không ạ, Quân là người rõ ràng lắm. Khi mà Quân chia tay người cũ hay là Quân đã dứt khoát người ta, thì Quân sẽ không có để người ta phải vướng bận vào cuộc sống gì của mình nữa. Quân sẽ nhìn lại cái câu chuyện đã qua của mình một cách bình thản nhất. Quân hát theo kiểu gọi là kể lại cho những người khác nghe câu chuyện là đã từng có một câu chuyện tình yêu như thế. Và mình không hối hận, cũng không luyến tiếc gì. Người ta có cái câu là miệng mỉm cười may mắn tự nhiên tới, nên là Quân luôn luôn để trạng thái âm nhạc của mình nó luôn luôn là bình thản nhất có thể. Mình hát như là mình đang kể lại câu chuyện đó hơn là mình đang sống lại trong cái câu chuyện đau buồn đó. Hình như là anh Trung Quân chia sẻ là anh thường hay đăng story cầu duyên lắm đúng không ạ? Vậy thì cầu được duyên chưa ạ? Đâu có cầu duyên gì đâu, mình đăng story từng câu like thôi, chứ cầu duyên gì cho nó tăng tương tác để cho mọi người vô play của mình thôi, chứ cầu gì đâu mà cầu. Đâu nghĩ là duyên là cái mà trời cho đó. Mình có cầu nó cũng được, mà mình có chạy nó cũng không xong. Nó đã rớt đầu, nó rớt thì trên trời rớt xuống, thì mình giữ cách đón nhận hết mình với cái duyên đấy thôi. Không chỉ về chuyện tình yêu, tất cả cái chuyện về tình bạn, công việc hay là tiền bạc, nó gì nó cũng là duyên hết. Cái gì tới với mình thì mình nhận, còn cái gì không phải của mình thì có dành cũng được á, nghĩ vậy. Khán giả nói là khi đi hát ấy, thì anh Trung Quân có hay là thả miếng hài cho mọi người, thì trước khi lên diễn anh có suy nghĩ cái miếng không ạ? Thực ra thì Quân không nghĩ đâu, Quân sẽ phụ thuộc vào cái tình huống khi mà mình biểu diễn. Tại vì đa phần những người mà đi xem Quân hát thì cả cũng đều biết cái tính cách của mình nó như vậy rồi. Thì Quân hay hỏi mọi người là mọi người đi coi Quân hát thì hôm nay đi với người yêu hả, hay là có người yêu chưa, hay là hôm nay có thất tình không.
Tại vì những cái bài hát của Quân nó đôi khi nó có những câu hỏi rất là bất ngờ. Ví dụ có những cái bài như là có người yêu chưa thì mọi người dưới đồng lạc kêu chưa, thì nó là một tình huống vui rồi. Nên là Quân cũng không có chuẩn bị sẵn được, tại vì cái đó là những cái tự nhiên mà. Và đôi khi có những cái câu chuyện nó vui, nó bắt nguồn từ không phải từ bản thân mình mà từ khán giả. Khán giả của Quân thì hay có cái màn là gửi giấy tâm sự lên á, thì mình đọc xong rồi nó lại, mình lại lái nó thành một câu chuyện vui. Hoặc là mình cũng tâm sự với người ta xong mình vẫn cố gắng làm trở thành một câu chuyện vui. Nghĩ những điều tiêu cực thành điều tích cực. Và Quân luôn luôn hướng âm nhạc của mình như vậy. Hay là như cái câu cuối cùng trong bài của Văn Mai Hương vậy: sau khi mưa đi qua thì nắng sẽ về và sẽ xuất hiện cầu vồng đó. Cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả khán giả của Người Hay Là Ai mùa năm 2023. Và bây giờ mình sẽ có một cái thử thách nhỏ là Phương Mỹ Chi sẽ hát và dạy nhảy lại cho anh ST và anh Quân AB bài Vũ Trụ Có Anh. Thì mình bắt đầu liền nha. Cố lên, cố lên. Giờ mình nhảy lại em bên đông bên tay. Dạ nó sẽ như vậy. Đây là 2, 3. Em dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng là như nhau. Là dù bên đông hay là bên tây, cứ dù ở đâu khiến em tò mò. Chưa có nhiệt tình. Anh ấp đang học, đang học thôi. Học chỉ là mới phút giây học thôi, chứ mà tí nữa làm là sẽ không nhiệt tình, sẽ không nhiệt tình, sẽ không nhiệt tình. Thôi coi như nãy là mình rồi. Em anh nhiệt tình đó là không, thực ra là em nhìn hơn anh nghĩ là chưa chưa rồi, thì anh nghĩ là có đi. Ủa sao anh nhìn phiên bản đó? Ừ thì không, ý là em ấy, em nhìn bên này là em cũng điểm luôn. Chính như em phải lùi bước về sau. Đừng anh là đến nhau thì anh sang anh. Anh như nhưng mà hy vọng là hôm nay chúng tôi sẽ không đau lòng những chương trình Người Ấy Là Ai à. Chúng tôi chỉ là cố vấn thôi à. Người đau lòng. Dạ mà rồi. Ai tôi không biết. Trong bài của em là có nhưng mà có anh em buồn, nhưng mà hôm nay là chút cho nữ chính sẽ là có anh có anh, nhưng mà có mà anh tại sao có anh lại buồn à? Hả? Dạ. À, tại vì cái cô đó cũng hờn giỏi người yêu của cổ, nên là có anh cái làm em tư tư quá đi, làm cái suy nghĩ quá đi, nên là em buồn. Còn có thể là một mối tình xin chúc cho nữ chính ngày mai sẽ tìm được người đàn ông phù hợp. Em xin cái bít em đi ạ. Nếu như mà nữ chính không tìm được người đàn ông phù hợp thì hôm nay Vi có sẵn sàng giăng cánh tay ra. Hả? Mình đây làm ban cố vấn mà tự nhiên mình lại vậy là công tiên nữ chính gì thì cứ không ở nhà là ai thì cũng phải yêu luôn. Cỡ này là anh ST với anh Quân AB rất thường thả thính trên trang cá nhân của mình. Vậy thì nếu như hai người gặp crush ở ngoài, hai anh sẽ thả thính như thế nào ta? Anh thả thính nhưng mà không dính. Ta anh thả thính như thế nào mà người ta không dính nè? Thả thính kiểu ổng ổng. Đúng rồi, thả thính kiểu ổng dụng cái xong người ta không hiểu luôn. Đúng rồi đó, nó ẩm quá đó. Còn Quân thì thực ra là hay thả tính ở trên Facebook, nhưng mà ra ở ngoài thì rất không thả tính được nữa. Nếu mà gặp người mình thích là tự nhiên mồm mép lên nó đi đâu ấy, nói không nói được. Hắn cứng người, cứng người. Sực keo luôn. Xong, tay chân thì nhiều khi là vẫn linh hoạt, nhưng mà mồm mép thì nó lại không được linh hoạt như là lúc ở trên mạng xã hội. Vậy thì anh có phải là người sẽ chủ động bày tỏ cái tình cảm của mình không ạ? Thường là người chủ động đấy. Yes! Có cái hồi còn học sinh thì với mình vẫn còn cứu mạng rất là nhát, biết nhát đấy, nhưng mà bắt đầu lớn lớn lên đến cấp 3 đại học là bắt đầu là chủ động là gì. Anh chủ động như thế nào ta, cái biểu hiện nào chứ? Đấy là tay chân linh hoạt đấy, làm tay làm chân. À cái này phải anh Quân AB có thể truyền lại bí kíp cho NST. Chú Quân AB là có người yêu đang đợi ở nhà rồi. NST là hát anh ST là tay chân linh hoạt mà mùm mép cũng linh hoạt. Sao em biết? Em nhìn thấy anh ở nhiều nơi là em biết rồi. Nhiều nơi? Chương trình, nhiều chương trình em đoán ra rồi. Tuy là tham gia cũng ít game show nhưng mà cũng theo dõi rất là chặt chẽ, gặp anh ST rất là nhiều đấy, nên là rất là hiểu anh cho dù anh em cũng chưa gặp nhau nhiều. Cảm ơn em. Dạ vậy không hiểu anh ST với lại Quân AB là ở gần nhà nhau, cho nên là ST sẽ đi học những cái bí kíp để làm sao để có thể tay chân linh hoạt. Một mét tên lợi như là anh tính liên hồi Quân AB nha.